xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Lucasan. Hôm nay là Lucasan sẽ giới thiệu sản phẩm máy làm mát không khí của thương hiệu Asanzo. Đây là máy làm mát công nghệ Nhật Bản, sản xuất Việt Nam. Để chúng ta có thể tìm ra công nghệ Nhật Bản. Máy của chúng ta được sản xuất tại Việt Nam. Model là A6000. Đây là model mới của hãng Asanzo. Máy có 3 đây. Đây còn máy có 3 hướng lưới gió, tiết kiệm tiền. Vận hành cái máy chúng ta có remote với hẹn giờ. Dung tích của máy cái bình nước là 40 lít, công suất 150W. Chúng ta có lưu lượng gió là 6000 m³/giờ. Tổng cáo lượng tập trung là 12 kg. Đây là một đèn mới nhất của hãng Asanzo. Chúng ta mua sang làm bán với giá là hơn 3 triệu. Giá này là giá tham khảo, do giá cả có thể thay đổi theo từng thời điểm. Các bạn hãy truy cập vào website lucasa.vn hoặc điện thoại 028 3765 5519, di động là 0909 886 183. Hai thông tin trên đều có hiện trên màn hình, các bạn hãy theo dõi để liên hệ với Lucasa nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở ra để xem chi tiết bên trong. Đây là một cái model có điều khiển từ xa, tức là bảng điều khiển điện tử. Đây, sản phẩm của chúng ta được bảo hành chính hãng là 2 năm. Đây là phiếu bảo hành. Đây là phiếu bảo hành chính hãng 2 năm. Chúng ta thấy tổng đài bảo hành là 1800 1035. Bảo hành chính hãng tại nhà nhé. Đây là sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn của model A6000. Chúng ta là xài rất là đơn giản thôi. Máy của chúng ta đi kèm theo chân. Đó. Chúng ta có thêm 2 chân. 1 chân remote. Pin này có thể đi kèm hoặc không đi kèm nhé. Thường là không đi kèm. Rồi, đây là model A6000 của thương hiệu Asanzo. Chúng ta nhìn là ở phía trước chúng ta thấy cái màu này là màu xám, chủ đạo màu không quân là màu xám, và phía bên điều khiển này là màu xanh. Cái điều khiển trên xuống này chúng ta dùng tay đẩy. Đó. Còn trái phải là tự động. Chúng ta có thấy ở dưới kia chúng ta có một đo mực nước. Bên hông mà chúng ta có thôi để chúng ta lấy nước vô, chúng ta đổ nước vô đây. Đây là một cái tấm mà lưới lọc bụi. Một số model có lưới lọc bụi, còn một số model không có. Chúng ta bật ấp ra để thấy lấy ra rất là dễ dàng thôi, không có gì khó cả. Tương tự như vậy, phía sau chúng ta có một cái tấm làm mát bên trong và tấm lọc bụi bên ngoài. Ở phía sát thì đấy kia chúng ta thấy có cái nút xả, là vệ sinh xả nước gì đó. Tương tự như vậy, bên này chúng ta cũng có một tấm làm mát cùng với một cái lọc bụi. Bây giờ chúng ta thấy nhìn vào bàn điều khiển. Đây là một bàn điều khiển trang điện tử có màn hình. Chúng ta thấy này, nhiệt độ đo được ở phòng hiện tại là 30 độ. Đây là cái bảng đo nhiệt độ phòng nhé. Chúng ta bắt đầu nhấn on off ở đây, mở tắt ở đây. Đó. Sau khi chúng ta mở thì máy bắt đầu chạy. Máy chạy rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cái chế độ. Chúng ta chọn đây là tốc độ này. Đó, nó có màn hình đây, màu đỏ tốc độ 1, màu vàng tốc độ 2, màu xanh tốc độ 3. Đó. Hẹn giờ. Chúng ta hẹn được 4 5 6 7.
8 giờ. Rồi chúng ta xoay. Xoay này là xoay trái phải nhá. Đó, xoay trái phải này. Chúng ta nhìn ở phía dưới này nó đang xoay. Dưới thanh dưới này đang xoay này. Thanh trong á, còn thanh ngoài là trên dưới chúng ta đẩy tay thôi. Rồi xoay xong rồi, đây là mát, là mát kim, chúng ta có nước vô chúng ta nhấn là mát nhá. Đó. Đây báo này. Nó đang báo là chúng ta không có nước này, đó. Rồi bây giờ bỏ qua. Đây là chế độ. Đây là chế độ gió tự nhiên. Đây là chế độ ngủ. Đây là chế độ thường. Ion mà lọc không khí. Đó, lọc không khí là không khí nó sẽ lọc sạch. Đèn là cái đèn, tức là chúng ta bật hay tắt cái màn hình này là bật đèn này này. Đó, tắt đi. Hai nhát, là bật một. À, bật một lần thì chúng ta chỉ tắt những cái xung quanh, tắt vừa vừa. Tức là chúng ta có hai chế độ, tắt vừa và tắt hẳn. Rồi, như vậy là bảng điều khiển rất là dễ thôi, không có gì khó cả. À, đây là màn hình màu xanh rất là đẹp, và chúng ta sẽ nhìn xa hơn. Chúng ta thấy ở đây là xoay trái phải này. Xoay trái phải thì xoay, còn đây là trên dưới nó là nó đẩy tay. Rồi. Có một vấn đề hơi tiếc là cái máy của chúng ta là không có đá khô nhá. Vì đây là dòng máy lớn, chúng ta không có đá khô. Có điều khác biệt, điều nổi bật là chúng ta có 3 tấn làm mát 3 bên. 3 tấn làm mát là chúng ta có 3 cái lưới lọc không lọc bụi nên rất là sạch mà chúng ta dễ vệ sinh. Chúng ta nhìn qua, đây là một model máy rất là đẹp. Máy này là máy chúng ta dùng cho quán nhỏ hoặc phòng gia đình. Chúng ta dùng gia đình rất là hợp. Chúng ta dùng gia đình khoảng từ 20-30 mét vuông là ok. À, chúng ta thử nghe thì cái tiếng kêu của máy em nào có lớn hay là yếu nhỉ? Chúng ta bật tốc độ cao này, tốc độ 2. Rồi tốc độ 3. Đó. Chúng ta có thể xem qua tiếng kêu có lớn không. Thực ra khi gió thổi vào cái máy quay thì có thể là nó sẽ kêu to hơn. Rồi, như vậy là Lucas đã giới thiệu xong sản phẩm. Lucas xin nhắc lại, máy của chúng ta có, chúng ta sẽ đi kèm theo 4 chân, chúng ta sẽ lắp vô, có remote điều khiển từ xa. Chúng ta có phiếu bảo hành chính hãng. Bảo hành chính hãng của Asanzo 12 tháng. 12 tháng cho toàn bộ máy và thêm 12 tháng nữa cho toàn bộ cho motor. Motor thì cần làm bằng đồng nhá. Lưu ý là motor làm bằng đồng, còn toàn bộ thân máy làm bằng nhựa APS, nhựa rất là tốt. Bảo hành này chúng ta thấy đây, rất là rõ. Hàng chính hãng các bạn không phải lo về vấn đề hàng hóa. Khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh thì Lucasa giao COD, còn riêng khách hàng ở tỉnh á, do ở tỉnh xa mà kích thước của máy lớn nên chúng ta sẽ giao qua chành xe. Giao qua chành xe có hai ưu điểm: thứ nhất, hàng đến nhanh hơn; thứ hai, phí vận chuyển rẻ hơn; thứ ba là tránh vỡ. Vì giờ là giao xe nhanh nên khả năng bị vỡ hỏng rất thấp, còn chúng ta mà giao qua bưu điện thì rất là nguy hiểm với hàng hóa. Và về nguyên tắc của Lucasa là với những hàng to mà người tỉnh á thì các bạn phải chuyển khoản trước, xong rồi Lucasa sẽ giao hàng qua xe, phí vận chuyển thì các bạn sẽ trả cho xe sau. Đó, còn riêng Hồ Chí Minh thì miễn phí nhá, các bạn không cần lo về vấn đề là sợ mất tiền, yên tâm. Lucasa là một công ty không có lấy tiền của ai hết, không có lừa đảo. Rồi các bạn liên hệ thì muốn đặt hàng các bạn hãy liên hệ bằng hai thông tin trên màn hình. Các bạn nhìn trên màn hình bên tay trái ở phía dưới chúng ta có điện thoại là 028 3765 8579, di động là 0909 8686 183. Còn ở bên trái bên phía trên ấy, là chúng ta phải có logo và website là lucasa.vn. Đó, các bạn lên để theo thông tin trên này đặt hàng tại Lucasa. Như các bạn là tư vấn gọi trực tiếp để được tư vấn. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi, mong là các bạn đã ủng hộ kênh YouTube của Lucasa. Các bạn có thể like, share hoặc subscribe kênh. Cảm ơn ạ. Xin chào tạm biệt. We'll be right back.